Hôm qua Câm có xem một bộ phim tên là The Lake House, tên tiếng Việt của nó là Ngôi Nhà Bên Hồ. Nội dung của phim này á, nó rất là lạ, nhưng mà cũng không lạ. Nói về hai nhân vật chính yêu nhau nhưng mà bị ngăn cách bởi thời gian, đó là ở hiện tại và quá khứ, một người ở hiện tại và một người ở quá khứ. Khi hai người này trao đổi thư từ cho nhau á, thì hai người này nảy sinh tình cảm và yêu nhau, cho đến khi những người xung quanh người ta hỏi về đối phương thì hai nhân vật chính họ không thể nào giải thích được tình trạng của mối quan hệ này, và mọi thứ rất là mơ hồ, chỉ có chính bản thân họ mới hiểu được rằng rất là chân thật đối với họ, nó chân thật hơn bất kỳ điều gì ở ngoài kia. Hai nhân vật này họ rất là bận rộn và thành công, nhưng mà họ không tìm được người nào để hiểu mình ở trong thế giới thật, cho đến khi họ tìm được một người có thể gọi là không tồn tại ở thế giới họ đang ở, nhưng lại rất hiểu họ, biết họ cần gì và muốn gì. Cam xem phim xong rồi thì Cam cảm thấy hoàn cảnh ở trong phim chỉ là cái cớ thôi. Một phim này đại diện cho tình yêu của mình ở ngoài đời. Tình yêu là một thứ gì đó rất là vô hình, khiến cho hai người hữu hình ở ngoài đời cảm mến nhau. Ai đã từng yêu hoặc là đang yêu thì Cam dám chắc một điều là một trong số tình yêu đó sẽ có những tình yêu mà khi người ngoài nhìn vào họ sẽ không hiểu tại sao mình lại yêu. Nhưng mà nhân vật chính họ đâu có quan tâm người khác nghĩ gì về mối quan hệ này đâu. Họ chỉ quan tâm đối phương của họ nghĩ gì thôi. Đó mới là điều quan trọng. Những thứ rất là kỳ lạ mình càng giải thích thì càng không hiểu được. Và tình yêu nhiều hơn một là một thứ tình yêu rất là vĩ đại, vượt ngoài tầm tình yêu bản thân mình rồi.